xong mày vào đây là để bọn tao suốt ngày cứ đứng lên trông mày, xong tao làm việc nhà cho mày ngồi mày như kiểu là giám đốc mà chỉ tay năm ngón đâu. Sao đến cơ hội ngồi xuống ăn? Dậy em hoạt động đây. Dậy 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 dậy. Em nói em cái gì? Dậy ngồi dậy ngồi dậy ngồi dậy nhanh nghe. Không phải giờ này giờ ngủ của mày hiểu nhá. Chơi ở ngoài kia đoạn kia sướng quen rồi, vào đây khổ không chịu được đúng không? Cơ lơ mơ mơ. Ok. Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại cả kênh tiếp theo, video tiếp theo của mình. Đấy anh em ạ. Đấy thì vừa nãy là tự nhiên là bố mẹ mình lại cả Tuyền lại đưa cái Diễm vào đây để gọi là thứ nhất là để cho nó xem là cái tình trạng gọi là nói chung là cái hoạt động của mình là một ngày ở đây nó như nào và nó tí là gọi là xem cuộc sống của mình ở đây nó là như nào anh em ạ. Đấy thì cũng như đấy bố mẹ bảo là muốn bố mẹ Tuyền là quyết định là sẽ cho Diễm ở đây một ngày là để muốn là sống với mình một ngày để xem nó sẽ cảm giác nó như nào khi nó nói chung là phải sống ở ngôi nhà này, xem nó biết là cái sự khổ cực nó như nào mà nó lại suốt ngày nó vào đây nó bắt lạt là nó hạnh hoẹ cái ngọc anh ạ. Nói chung với mình thì nó vẫn bình thường thôi vì nó không ghét mình, nó cả ngọc thì đang ghét nhau thì nó mới thành như thế thôi. Thì hôm qua là lúc mà mình đi đây chụp ảnh cưới về thì đã mệt rồi mà cuối cùng nó còn không cho mình cả ngọc, là nó không cho ngọc ăn cơm thôi. Thì chính là ngọc không được ăn mình lại ngồi đây mình ăn được đúng không? Đó thì bây giờ hiện tại là nó cả Diễm mà đang ở nhà thì chắc là chắn là không bao giờ dám đánh nhau đây rồi anh ạ. Vì nếu mà Diễm mà về đây mà đánh nhau hay gì ấy, làm gì sai thì chắc chắn là sẽ không bao giờ được về nhà mới nữa và chắc chắn là sẽ phải ở trong đây. Bây giờ trong đây là nó như kiểu là trong nhà mình ấy là nó như kiểu là một cái lớp dạy học với anh em ạ. Đấy gọi là dạy về đạo đức. Đấy cho hiện tại là Diễm Xu đang học về đạo đức anh em nhé. Còn hiện tại bây giờ đang làm gì mình cũng không biết thì mình sẽ quay cho anh em xem cái đêm này. Im lắm anh em ạ, hay là hai đứa rủ nhau đi ngủ không biết. Diễm bây giờ vào đây không dám bật đâu anh em ạ. Bật thấp là ngủ ông ngủ đấy. Ủa? Em đâu mà giờ về rất lâu ấy, em đứng như hơi mỏi ấy. Thôi phải cầm gậy trông nó làm gì? Tí mà nó lại chạy. Mà nó chạy thì em thì anh kêu nó chạy thì em đập em thì em cảm thấy như này. Con này vẫn còn dám chạy em. Em sai không nghe gì đâu nhá. Chịu. Bây giờ nhá anh nói mày này, bây giờ mày bố mẹ đã xác định cả Tuyền ấy, nó xác định người mày vào đây rồi ấy. Thì nói chung là vào đây mà cải tạo không tốt ấy. Trước mắt là thử thách là một ngày nhá. Nếu mà cải tạo không tốt ấy mà vẫn cứ tiếp tục mà hạnh mẹ ở cả ngọc ấy thì nói chung là mày sẽ ở đây dài dài hiểu chưa? Em đã đồng ý chưa? Nên là anh cũng nói thật luôn là anh cũng không thích mày ở đây với anh đâu. Để em cho... chẳng thích. Ờ thì anh em nói đây mẹ nói một là cái hai rồi. Cãi không? Chưa xong cãi xong rồi. Tao muốn mày lên gì tốn cơm mày gạo xong rồi lại còn sức khỏe hạnh mẹ nhau làm gì? Tao bây giờ được quyền cho à? Đây là bố mẹ cả Tuyền nó quyết định phải chưa? Còn bây giờ không nói nhiều nữa. Không phải là cho mày vào đây để bắt mày ngồi im này đâu. Ngồi hết mông nhà. Đưa nó ra dọn quét nhà lên gì nữa. Đi. Tao không đi. Mày lên gì mà tao phải đi. Đi. Đứng dậy quét nhà. Không phải vào đây là để bọn tao suốt ngày cứ đứng lên trông mày. Xong tao làm việc nhà cho mày ngồi mày như kiểu là giám đốc mà chỉ tay năm ngón đâu. Sao đến cơ hội ngồi xuống ăn? Dậy hoạt động đây. Tao dậy hoạt động, quét nhà này, quét sạch vào. Chỗ kia chỗ cho bác kìa. Mắt tao chưa mù. Vâng, khổ. Mà mày tin là tao mách cái chuyện này cho bố mẹ cho mày vẫn ở đây không? Quét từ đầu kia, quét. Này, cái này là một chỗ rồi, giờ hất thấp ra tứ tung ngoài để dí dặn hết nhà. Chuột nó tha vất gọn thôi mà. Mày quét cẩn thận không? Mày quét cẩn thận không? Hả? Mày quét cẩn thận không? Tao chọc lòi họng bây giờ. Quét nhẹ nhàng thôi. Nói chung là em ấy, bố mẹ đã sai là đã gọi đưa nó vào đây để anh em mình quản lý rồi, anh em quản lý rồi. Trông nó cẩn thận. Cho quét nhà sạch sẽ nó không làm ấy, em cứ dạy bảo nó thoải mái vì em có quyền mà. Em không dạy đâu. Nói rồi đấy, anh đi ngủ một tí đã. Đi nào? Em cứ trông nó, đưa nó trông lên. Nó không làm, đánh nó cho anh, để anh đi ngủ. Ngủ tí. Đấy mọi người, hay cả căn nhà là có mỗi mình thức mọi người. Thôi cái Diễm vừa cũng quét nhà xong rồi thôi thì không hoạt khỏe nó nữa, cho nó nghỉ tí. Bây giờ mình cũng phải dậy để gọi anh Toại dậy thôi. Để trông nó để mình còn đi mua đồ ăn các thứ nữa. Mua đã rồi. Anh ơi. Ừ. Anh
dậy đi, em trông cái Diễm đi. Để giờ em mới đi đồ ăn, à đi mua đồ ăn về tối ăn cơm chứ. Dù gì nó là khách, bình thường ăn hải chứ hôm nay ăn thêm tí rau nữa. Diễm đâu? Kia kia. Ngủ à? Trông nó lại vậy đây. Xong mà anh nhớ, em đi sang vào anh thổ được cơm của em chưa? Vì em đi mua thức ăn á? Không, tối ăn gì bây giờ? Em không có rau về, giờ rau cũng đã bằng thịt rồi. Em muốn mua thức ăn gì? Trông nó nhá, không đi thì cứ thứ. Anh là nhiệm vụ nấu cơm đúng không? Vâng, phải trông nó ạ. Ừ, được rồi. Đấy. Đây, để cứ để anh. Vâng. Đi đây. Ngoài. À. Dậy. Em nói em có gì? Dậy, ngồi dậy. Nghe. Thôi bây giờ đấy giờ ngủ của mày nghe nhá. Chơi ở ngoài kia, ở kia sướng quen rồi, vào đây khổ không chịu được đúng không? Nhưng mà vào đây là cái lớp là rèn luyện là dạy lại đạo đức, dạy lại cách sống. Nên là bố mẹ đã đưa mày vào đây để mày chăm bọn tao và mày học bọn tao như. Chứ không phải gọi mày vào đây để mày ngủ và tao chăm mày. Đi vào nấu cơm đi gì đó. Tính tối nay nhịn đúng không? Tính là hơi lâu. Tí nữa bây giờ, đến giờ nấu cơm không nấu đi thì có ăn sớm, nghỉ sớm. Bệnh ở đây, trời. Em dậy. Tao lại nấu cho mày ăn nữa. Hả? Tốn cơm mày gạo của tao, đi vào nấu đi. Ngủ thật ngủ nghe, trường trông dạ trường sách ai gọi là gì ngỡ bước lên. Nấu xong đây, cả ngày mai mà quên bật nút nha mẹ, cơm sống thì tao cho mẹ ăn hết gạo. Nấu xong thì ra ngồi bây giờ. Còn cái xác định tư tưởng mà chạy ấy, cứ điệu hồn ở trong đây phải một tuần, một tháng nhá. Này. Gì ạ? Làm cho gì ấy? Thì em mới làm xong anh bảo em chỉ đi nghỉ. Tao tưởng mày gấp chân giữ bối, tao đứng ngoài kia tao nhìn nó ra mày định nghe... Định đặt đít không nằm ngủ luôn á, hả? Chưa xong đâu, đưa lại. Trời ơi, cái nhà bé này, em làm xong rồi. Còn việc nữa, việc trong thì xong rồi, nhưng việc ngoài chưa xong. Ra ngoài, hít thở không khí ở cái vùng đất mới này đi. Nhanh em không thích hít. Nhanh, nói đi thôi. Quẹt mắt rồi, không về ra tưới rau lên. Ra, xô nước ăn. Anh đàn ông anh tưới dầu, anh bảo em tưới. Chắc mồm không? Này, anh ra tưới dầu nhanh em. Một tí thôi mà cũng mà thành mã. Rồi ngủ được rồi, ngủ nhiều làm gì? Người vận động nó quen đấy thành người. Nhiều quá mày hóa rồ luôn. Tưới đây. Mặc dù tưới rồi nhưng mà vẫn bắt mày tưới lại. Tưới rồi, tưới dầu chết dầu ra. Không chết được. Chủ yếu là rèn cái tính cách của mày cho chăm lên cho bớt lười, bớt lười đi hiểu chưa? Chỗ này đất không mày tưới vào đây làm gì? Đây đất trồng rau. Chưa có hạt giống và chưa có rau nào đây mà mày tưới lên gì? Trồng rồi. Rồi cứ ra vận động, cứ ra mà tưới hết cả vườn đây, tưới cả cỏ đây nhá. Cỏ nó nói chung là tưới cả cỏ cả rau rồi nhá. Rau cỏ có bao nhiêu tưới hết. Có cây gì tưới hết. Cây nhãn cây xoài tưới hết chưa? Nhanh nghe nổi vào hốc cơm rồi đi ngủ sớm. Đêm dậy làm việc. Đêm dậy cho ma nó mắt à? Đêm dậy mà mày trông bom hộ tao ra ngủ chứ gì nữa. Khoan anh. Nói một cái này. Bại cái rồi.